Lời đầu tiên Đạt Thiên Tài xin trân trọng gửi đến toàn thể cô chú anh chị đã đến chia buồn cùng thầy cô tôi đêm nay, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và không để mất thời gian, tiếp nối chương trình văn nghệ chia buồn tái biến, Đạt Thiên Tài trân trọng gửi đến quý vị ba cái đầu cổ trò chuyện tâm sự phạm lại để tây thi một sáng tác của cô chủ nhà nhân dân Việt Trong. Đường dây thăm thăm mơ,
Người yêu đâu đứng phòng mà đâu đứng ta.